gặp ông và Sử là đi chợ các bác ạ. Qua thì lên thì cũng có đưa tiền cho ông rồi. Đấy, cho ông là hôm nay là tự đi mua. Của bà bé hôm nọ gửi cho cháu Lực các bác nhá. Hôm nọ là có gửi cho cháu Lực là một khoản là 6 triệu là 100 là 52 nghìn. Còn là Đoàn thì chọn được cái nào chưa? Cái này đúng không? Thích cái to hay thích cái nhỏ? À, em trích là cái này đúng không? Ồ, trích là sẽ dùng cái này này các bác này. À, trong này còn có một con gấu nữa. Hai cái 300 à? 600 là 750 à? Bớt được chỗ nào không? 700 à? Bớt 50 nghìn à? Cho người. Hôm nay đi chợ mua đồ này có thích không? Có thích à? À. Có vui không? Đó à? Về chưa con? Đang ở cho chọn đấy ạ. À, Giang này, xem là một đôi cho em gái đi. Lấy một đôi cho em gái nữa. Đôi vàng cháu lấy rồi chứ. Ủi cơ mà. À, khác nhà. Khác nhà. Vừa chưa? Thử chân lên nào. Vừa đúng không? Rồi, Giang thì là chọn mua cái này các bác ạ. 10.000 á. À, một bó bé bé này là rơi vào 10.000 các bác ạ. À, hiện tại thì cũng đang chuẩn bị là đến mùa măng rồi thôi. Nếu mà có bác nào mà muốn mua thì có thể là điện cho Lực để mà mua măng này về ăn kèm lại mì tôm thì rất là tuyệt vời nhá. Hai bát kia thì cho mỗi người là thêm quả đùi nhá. Dạ. Thì cháu mua rồi còn gì nữa. Cháu Đức xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nào, Đoàn đang gửi lời chào tới các bác rồi Đoàn. Con kính chào con cô bà. Rồi, nào ra nào. Con kính chào con các bà. Thôi bác, buổi sáng nay thì cháu Lực có đi ra nhà các em là đón các em đi vào chợ phiên. Hôm trước thì cháu Lực cũng có nhận được một cái phần quà của bà bé là dành tặng cho hai anh em. Thế thì hai anh em thời gian này đi học thì cặp với lại là giày dép thì đã có ai có chưa? Chưa. Còn chưa có ai có đâu à? Đáng nghe ra là đón thêm cả là em Trích cô bác ạ. Đấy nhưng mà xe thì không có like được có 4. Thành ra là cháu Lực chỉ có đón được là hai em thôi. Và cháu Lực xin được phép là nói qua về cái khoản của bà bé hôm nọ gửi cho cháu Lực cô bác nhá. Hôm nọ là có gửi cho cháu Lực là một khoản là 6 triệu là 152 nghìn. Và trong đó thì là cho cháu Lực là một kinh phí đầu xăng đi lại là 1 triệu. Và cho em gái cháu Lực là 500 ngàn. Và cho thợ là 2 triệu. Và cái số còn dư là 2 triệu 652 nghìn. Thì là cái khoản này bà sẽ bảo là cho bốn mẹ con. Đấy nhưng mà tuy nhiên lúc đầu thì bà bảo là mua quần áo cho các em. Đấy. Nhưng mà quần áo thì ông nọ thì cũng được là bác là một bác là mua cho đúng không? Với lại thêm là có một số bác là gửi quần áo cho đúng không? Thế thì anh xin dừng không mua cái khoản quần áo đấy nhá. Thì anh sẽ đi mua cho những các em là những cái đồ dùng mà các em mà đi học này. Cái gì mà các em cần thiết mua thì là sẽ bảo anh nhá. Đấy, mua giày, mua dép này. Đoàn thì là đi lại dép của anh trai thôi các bác ạ. Đi một đôi dép mà phải nói là như một cái thuyền luôn. Bàn chân của em thì là cực kỳ là nhỏ. Các em đã ra chợ này bao giờ chưa? Chưa. Chưa à? Vâng. Thế mọi lần là chợ ở đâu? Chợ năm. Là chợ thứ năm à? Vâng. Nhưng mà đấy là chợ xã em đúng không? Vâng. Thế chợ thứ năm như này thì buổi sáng chợ thứ năm như này là vẫn là ngày học của các em đúng không? Vâng. Thế lần trước mà mẹ đưa đi mua quần áo thì làm sao mà đi học được nữa? Đi sớm mua xong mới đi học. Thế là buổi sáng là dậy sớm à? Vâng. Sáng này dậy sớm là mẹ đưa đi mua quần áo xong lại tiếp tục là xong rồi đến tầm độ 6-7 giờ là đi học à? Vâng. Đấy thì hôm nay thì là không đi chợ các bác. Các em cũng không giới hạn thời gian. Vì là hôm nay là ngày nghỉ. Các em không đi học. Với lại là hôm qua ra thì cũng có bảo. Với lại là sáng nay ra thì cũng có bảo là mẹ các em rồi. Đấy bây giờ thì
À, mà anh em mình ra chợ nhá. Vâng. Rồi, đi đi trước đi, đi chợ anh. Cũng khá là lâu rồi các bác ạ, chưa có ghi hình là ở cái buổi là chợ phiên ở trên xá này cả. Đoàn này cho anh cái mic nhờ Đoàn. Chợ này thì là chỉ có một tuần là bà con mới họp có một lần đâu các bác ạ. Và hầu như là chủ nhật tuần nào thì cũng có họp, trừ là những cái buổi mà làm người ta làm lễ hội hay là làm gì đó các bác, không họp chợ thôi. Chợ này thì hầu như là bà con là gia đình nào mà có những cái đặc sản gì các bác thì đều là đem lên chợ này để mà bày bán. Xe cộ thì là cũng khá là nhiều các bác ạ, nhưng mà hầu như là xe máy là nhiều thôi. Có người thì lên từ đêm hôm qua rồi, mà có nhà nào gần thì là sáng nay mới ra các bác ạ. Hai anh em thì đi nhanh quá thôi. Ra bên này nào. Ở đây chợ phiên này thì là hầu như là bán rất là nhiều những cái đồ mà bà con có này. Đây là có bán cả măng miếc nữa. Đấy, bây giờ thì đi đến những cái chỗ nào mà có đồ của các em cần mua đó các bác. Hai anh em thì cũng là lần đầu mà đi chợ với lại cháu Lực cô bác ạ. Tí nữa thì quay lại là sẽ mua thêm là nhiều đồ hơn nào. Đi ra bên này nào. Đi ra bên này thì mới có đồ. Đa số là chợ này thì là đều là dân tộc Nùng, dân tộc Mông các bác, là nhiều thôi. Ở chỗ cứ leo trên là không bằng cả. Ở làng nào? Ơi hay không biết là đi đâu rồi các bác ạ. Anh ơi mua hàng đi. Mua hàng anh. Anh cũng bán nhiều đồ khô nhỉ. Chỗ người ta bán ba lô đâu anh nhỉ? Dưới kia. Không biết là hai thằng này chạy đâu rồi. À đây. Giang đây, đi. Đi vào thì đưa các em là đi mua đồ đó các bác, không biết là ba lô là có không? Này mà không lý những cái là tí lại rất là khó tìm mà các em. Chợ này thì cũng khá là bé đúng không á? Ở đâu đó tầm độ là 100 mét vuông thôi. Rồi tầm mắt. Đây, ra bên này xem ba lô đó. Xem nó có cặp không? Cô nhà cô không có cặp à cô? À vâng. Dạ. Hôm nay cháu lại mua cặp thôi, quần áo hay chắc để hôm khác thôi. Vâng. Không biết là quần này, vòng vòng ra bên này này. Anh Huân có cặp không anh? Cặp. Vâng. Đâu?
À bên kia, à kia kìa kìa. Đi. Đấy, đi đi được một vòng rồi thì mới thấy là ở trước mặt của bác ạ. Ở đây không để ý, chỉ có mỗi một chỗ là bán thôi. Đi xuống bên kia kìa. Vâng anh. Đấy, đi được một vòng rồi mới thấy là quần áo anh ạ. Đây, ra bên này. À, đi. Có cặp không chị? Đấy, hai anh em đi chọn, đi chọn là cho trích một cái đấy nhá. Đấy, trích là ở nhà là trích có cặp rồi đúng không? Cặp của trích thì là bị hỏng mất rồi các bác ạ. Cho hai anh em là tự chọn thôi không bác. Vì các em thích màu nào thì các em chọn màu đấy. Này là cô lên từ hôm qua rồi à? Sáng nay mới lên à? Sáng nay lên chắc là 3-4 giờ sáng rồi nhỉ? Sáng nay lên chắc là 3-4 giờ sáng rồi nhỉ? Hầu như là đa số là các cô là lên bán hàng này các bác này, vào buổi này thì lên từ rất là sớm. Hai anh em chọn được chưa? Còn là đoàn thì chọn được cái nào chưa? Cái này đúng không? Thích cái to hay thích cái nhỏ? Rồi, thế là lấy một cái nữa cho Trích đi. Xem là con gái là loại nào, Trích hay là đeo loại nào? À, thưa các bác, Trích thì là hôm nay là không có ra được các bác ạ. Hôm nay thì Trích à, tại vì là vừa rồi cháu cũng nói đấy các bác, không có đón được ấy, đi đông xe quá. À, đi đông người quá. Đoàn đi chọn được chưa? À, có ưng không? Hả? À? Rồi, đấy, to to lên tí nhá. Cô lấy cháu thêm là hai cái màn đấy nhá. Giang thì có vẻ là đang chọn lại rồi. Thích cái đấy hơn à Giang? Nhưng mà chọn được cho em Trích chưa? À, em Trích là cái này đúng không? Ồ, Trích là sẽ dùng cái này này các bác này. À, trong này còn có một con gấu nữa. Đây. Chọn được chưa? Cái đấy đúng không? Rồi, Giang thì có sự thay đổi một chút của bác ạ. Cô lấy cháu thêm hai cái màn nữa. Đấy cháu màn to đi. Đây đúng không? Cái này 2m2. Ồ, 22 á? Loại tầm độ 1m6 có à? 2m2 thì nó rộng quá, hai các em 2m2 thì chỗ ngủ các em là không đủ. Màn thì mua lâu lắm rồi đúng không? Rồi. Cứ nhưng mà không có loại một khác à chị, cứ lấy loại đây, lấy loại đấy đi. Lấy cái màu xanh đi. Vâng. Màu trắng thì đi nó bẩn nhanh quá các bác ạ. Vâng. Mua cho mẹ là một cái nữa, hai anh em là một cái nữa. Này. Bỏ vào túi bóng cho đi con. À đây để cho ba lô là được này. Đây để cho hai anh em mỗi ngày đút hai cái đi đoàn, một tí còn mua thêm đồ khác ấy. Đấy. Bây giờ là đi xem là giày dép cho hai anh em thêm nữa không bác. Ủng nữa. Ủa cháu là bao tiền đấy cô? Sách những cái này là 150 một cái. Vâng. Đi 300 rồi. Ba cái của em Trích đâu rồi đấy, tí lại quên đấy. Mà ở đây thì quên thì không có sao các bác, quên thì các cô vẫn gửi lại thôi. Vì là cháu được mua đây cũng khá là lâu rồi, có tổng tiền cháu đi là 3 tiền. Hai cái màn đắt đấy cũng hai cái đấy 300. Hai cái 300 à? 600 là 700, 750 à? Bắt được chỗ nào không?
300 à? Mất 50.000 à? Cho người. Rồi, đi. Chú chưa kỷ niệm cho một con. Ok. Hả? Dạ. Kỷ niệm cho con này. Gạ chú ạ. Gạ chú kỷ niệm mà con này, đôi này bao tiền chú trường? Đôi này hơn 2 triệu. Đôi này hơn 2 triệu á? À. Tưởng gạ được chú kỷ niệm cho thì vui quá bác ạ. Không biết là giày dép đâu, ra đây xem dép nào. Anh em. Này đi ra bên này. Đi vào trước đi. Đoán này ra bên này, đoán này ra bên này xem dép nào. Anh thấy là kia có dép này. Thầy chú báo dép, thầy chú có dép thì bảo anh nhá. Đây đúng không? Rồi xem đi. Đấy em. Đấy mỗi người thêm là một đôi dép nhá. Thêm là một đôi ủng nhá. Rồi đoàn để cặp sách ở đây đây. Đấy để xong rồi chọn đi. Đoàn thử vào chân như nào có vừa không? Đừng mua loại to quá, mua loại to quá thì lại như cái trước rồi. Hôm nay đi chợ mua đồ này có thích không? Có thích à? Có vui không? Đó à. Đấy, chọn được đôi nào thì là bảo nhá. Xong là chọn được đôi này đúng không? Rồi. Xem là một mẫu, xem là cho em trích một đôi nữa nhá. Đấy, hôm nay thì không có trích nhưng mà những cái mua đồ đạc này của bác này thì sẽ mua là cho cả trích hết cả. Vừa rồi là mua 3 cái cặp thêm là 2 cái màn nữa là biết là 750.000 đấy, nhưng mà cô chỉ lấy có 700.000 thôi bác ạ. Bớt nóc được 50.000, coi như là mỗi thứ là bớt 15.000 thì đấy. Chị Đường hôm nay là không bán bánh cuốn đấy nhờ. Bây giờ anh Giang đi chọn đoàn chọn xong chưa? Đoàn chọn xong thì đi ra kia chọn cho em một đôi dép nào. Đấy. Chọn cho em một đôi dép nào, em thích đi loại nào? Loại này à? Có loại có quai không? Loại này thì xem là vừa chân của em không, nếu vừa chân của em thì vừa chân của Trích. Ôi, ông có xử đi chợ này không bác? Ông hứa ra chê? Thứ nước à? Hả? Nào chiên gì à? Thứ nước đi. Thứ nước 19 đúng không ạ? À, gặp ông có xử là đi chợ không bác ạ? Qua thì lên thì không có đưa tiền cho ông rồi. Đấy, cho ông là hôm nay là tự đi mua. Đôi này to quá rồi. Trích là đi tầm loại cỡ này thôi, loại kia thì to quá. Đôi dép này thì là nó khá là trơn đúng không? Có một đứa em ở nhà thôi. Vâng. Em gái. Vâng. Đấy đúng không? Lớp Trích học lớp mấy? Lớp 3 à? Lớp 3. Của Giang này chọn xong chưa? Giang chọn xong rồi đúng không? Thế bây giờ chọn thêm cho là ba anh em mỗi người một đôi ủng nữa. Chọn cho mẹ thêm một đôi ủng nữa nhá. Mẹ thì chắc là chỉ có đôi to trên này này. Đấy. Mẹ.
mẹ của nó thì vừa chân của chị thôi. Đấy, tầm chân cỡ chân của chị á. Lấy cho thêm cả trích thêm một đôi nữa nào. Đấy, mọi năm thì thưa các bác ạ, còn có bố đi làm thuê về đi lấy tiền để mà mua. Đấy, nhưng mà năm nay thì bố thì mất rồi, thành ra là cũng không có tiền nữa đâu. Mẹ thì cũng chẳng bán được đồ đạc gì nhiều quá. Chọn được đôi cho mẹ chưa? Có mấy đứa em? Có một thôi. Nó đi số bao nhiêu? Tầm tầm mấy rồi? Ba thì đi 36. Này là yên tâm là mua nếu mà về nhà không vừa là có thể đổi được. Không đổi là mai không cho đổi là mai không mua nữa. Đấy, Đoan chọn được chưa? À, ủng này thì là sẽ mua cho các em là những cái hôm mà trời mưa đấy các bác. Những cái hôm trời mưa các em không thể đi dép được. Các em đi ủng là đến trường. Mấy đứa đến mùa đông thì là rất là lạnh. Hôm qua thì bà bé cũng có dặn cho Lực là mua những cái đồ này của bác này thì có thể là những cái đồ thì có thể một số đồ thì sẽ quên các bác ạ, thì để lần sau vào thì sẽ mua lại. Hôm nay các em cần mua gì thì bảo anh nhá. Giang nhá, hôm nay là mua những cái gì thì bảo anh nhá. Bây giờ đi học là còn mua thêm cái gì nữa? À, mua thêm một đôi giày đúng không? Rồi. Nhà chị có giày không? Đâu? Mua cho ba anh em thêm mỗi người mà làm một đôi giày nữa. À, một đôi dép, một đôi ủng, một đôi giày. Đã. Ôi, xa đi. Cái gì để lần sau mua đi chị thế? Vâng, cho em là cái này đó. Bao tiền đấy? Tổng cho em nào. 50.000 à? 50.000. Thì tổng bao tiền đấy? 70.000. Vâng. Vâng. Tổng cả dép kia nữa kìa. Đấy. Bao nhiêu rồi? 301 với 201 à? 201 với 150. 201 với 150, 306 à? 201 với 101. Có thể quay phim là lộn mất thôi cô bác ạ. 306 bớt được tí nào không chị? Chị bớt được 10.000 thôi. Ồ. Không, cái này là chị tính bớt hết rồi. À chị à. Bán 50.000 là chị. Chỗ này là chị là tính bớt hết rồi. Giá bớt là được 306 nhưng mà chị bớt thêm 10.000 nữa là 305 nhỉ? Chị bớt 10.000 rồi. Xin nữa. Đấy, bây giờ thì anh em mình lòng vòng đi xuống kia xem mua ô với lại là áo mưa đi. Đấy, để hôm nào mà trời mưa đi. Nhà chị không có áo mưa à? Không có. Vâng. Đây là bạn có vẻ bán bánh ngon đấy nhỉ? Kỷ niệm cho một hai gái. À? Kỷ niệm cho một hai gái. Rồi tí quay lại là ăn chè với lại uống nước sau. Ok bạn. Rồi bây giờ là đi được đến vòng thứ hai đấy cô bác ạ. Nhưng mà đồ là vẫn chưa mua hết cả. Nào anh em đi ra tận kia nào để mà xem. Đấy,
Chợ đông quá các bác ạ. Đậu có chưa? Đây đúng không? Vâng. Đấy đi để đồ xuống trong chọn đi. Đấy. Vừa không? Vừa rồi gì? À chả về, chả có lấy đôi này đi. Có lấy cái gì chú làm nhầm rồi. Để chú lấy được rồi chả. À về, tôi làm xịt cái này. Đoàn là nhìn thấy ưng tôi nào chưa? Hả? À? Ưng rồi à? Rồi. Xem là có vừa chân không? Bác lấy cho một cái bóng nữa. Từ từ từ. Con cho lên trên này. Giang nào thử nào. Giang này là giờ chọn là đôi này này các bác này. Nhưng mà những cái đôi này thì là chỉ có đi được là vào trong những cái ngày nắng thôi. Còn những ngày mưa thì không dám đi đâu. Vừa chưa? Rồi. Nào Giang nào, tiếp tục ra Giang thử nào. 60.000 đi bán, chú lấy thôi. Không bớt được chú đồng nào. 60.000 không bớt được chú đồng nào. Cho cái túi bóng ấy. Ông ơi, tiền ông để đấy không sợ ai lấy à? Không sợ cháu ạ. Đang mải tập trung vào bán hàng, không nghéo này tiền ở đây là bay mất thì. Vừa chưa con? Tôi này 107. Vâng. 107 bớt được chút nào ông ơi? Ông ơi, 107 bớt được cháu tí nào không? Cháu lấy 3 đôi cơ mà. 3 đôi gì? Vâng. Tí. 107 bớt gì nữa cháu? 107 thì... Đôi nhỏ là tí thì cháu phải tất. Thì bớt được cháu 10.056. Đôi lấy đi. Vâng. Vừa chưa con? Đang phải cho chọn ạ. À Giang này, xem là một đôi cho em gái đi. Lấy một đôi cho em gái nữa. Đôi vàng cháu lấy rồi chứ. Ủi cơ mà. À khác nhà. Khác nhà. Vừa chưa, thử chân thế nào. Vừa đúng không? Rồi Giang thì là chọn là mua này đúng không ạ? Cho hết vào đây. Đấy, bây giờ thì chọn xong là 3 đôi rồi quá. Còn đôi nữa đâu? Đây là tiền đâu? Còn đôi nữa đâu? À, cái đấy thì 6.000 nữa cháu ơi. Ba đôi. Ba đôi 300. 372.1. 500.1 để lấy cho 500. 500.1 lấy 500 à? Vâng, ok. Vâng, không? Vâng. Ôi, nhặt tiền cho anh nhá. Bây giờ anh em mình đi vòng bên này xem là các bác cô ở đây bán cái nào là đồ của mình là nhớ nhá, xem nào đủ chưa. À đây. Em ơi 100 này đủ chưa. Đây đủ chưa. Rồi đi ra ok nhá. Đâu có ô nhỉ, đi ra phía bên kia đi. Ô đâu? Ba đâu? À đây đây, đi đây. Đây, ra bên này thì còn có là cái trò chơi dân gian là ném vòng các bác ạ. Ném vòng là đứng nước ấy. Chọn chưa? Ai thêm một cái nữa cho em trích. Ấy mặc dù là trích là à em lấy cái này à? Rồi, thế lấy cái này thêm một cái nữa cho trích đi, để lúc nào mà đựng. Đấy ô gấp. Nào ra đây anh để đấy cho. Đấy, ô này. Ô này thì nó sẽ tiện hơn các bác. Là nào đây đây. Đấy, cả rồi đấy. Đấy. Đó bên kia nữa, đó bên kia nữa. Đó, thêm một cái nữa. Ây da, này Giang vào đây cài cho. Rồi. Đấy, ô để cho các em là đi học này. Ôi, của em bao tiền anh?
Ê, mới cái nhà em nhỉ? Dạ. 3 cái là 3 cái. 55.000 cái. 55.000 cái á? Tôi tính 50.000 cái là cho đây, cháu. Đúng rồi. Em đang có chọn đúng 150 này. À. Rồi bây giờ nào anh em mình lên trên kia mua ít thức ăn nào, đi. Xong à. Giang với lại Đoàn có thích chơi cái này không? Anh cho chơi một tí. Hả? À, ra đây, anh lên đây nào. Ra đây. Rồi. Đi ra kia. Cho em 30.000 chơi nào chị. Anh Hiền đâu nhá? Hả? Cất gọn đồ để đây đi, xong là đi ra kia thử ném xem là có được không nhá. Rồi đứng ở chỗ chị một tí nhá. Chia cho em 30.000 đây. Đâu, đi ra kia đi. Này, chia nhau nhá. Anh Hiền ơi, cho anh kia ném 10 vòng nào. Đấy, anh cho anh kia ném 10 vòng cho anh có được không? Cho em gửi tiền đi. Ông ơi, anh nhìn ném nhau được không? Hai thanh niên này là hai thanh niên ấy đúng không? Vâng. Hai thanh niên là cũng là lần đầu tiên chơi cô bác ạ. Thưa các bác, trong lúc mà các em đang chơi với lại phía bên này thì ở đây là có ông anh của Tấn Lực rồi. Tấn Lực sẽ đi ra đây để dạo quanh chợ ở đây xem là bà con người ta là bán là những cái đồ gì các bác nhá. Hầu như là những cái đồ khô các bác, đây là chở từ nơi khác đến thôi. Còn một số những cái đặc sản thì bà con ở trên vùng cao ấy tự có ấy, thì là đa số là ở phía bên này là nhiều các bác. Nhưng mà hiện tại thì cháu Lực nhìn thấy là có vẻ như là bán gần hết rồi các bác ạ. Ở đây thì có một chỗ là bán sạch rồi. Vậy ra phía bên này thì là bán rau bắp cải này các bác này. Vừa mới nhổ ra bán thôi, quả vẫn còn là bé, củ vẫn còn bé. Thế bên này thì là khá là to hơn rồi. Củ bên này cũng cực kỳ to. Ủa anh hôm nay đi chợ bán này hả anh? Đây bán tiền của con em mà bán này. Bây giờ thì đến cái mùa là có măng trúc rồi cô bác ạ. Thế măng này anh bán bao tiền bó măng này? 10.000 á. Một bó bé này là rơi vào 10.000 cô bác ạ. Hiện tại thì cũng đang chuẩn bị là đến mùa măng rồi, thì nếu mà có các bác nào mà muốn mua thì có thể là điện cho Lực để mà mua măng này về ăn kèm lại mì tôm thì rất là tuyệt vời nhá. Không chơi nữa hả Beo? Ôi, hết tiền rồi. Hết tiền rồi á? Ồ, ra phía bên này thì bà bán cả thảo quả này các bác này. Làm răng vào tầm á? Làm răng vào hả? Ồ, thế rơi vào một túm như này thì bà sẽ bán là đâu đó là tầm 10.000 các bác ạ. Thảo quả rất là thơm. Ồ, lán trúc mà. Hả? À, hôm nay ông bảo Khánh là cũng đang đi chợ này các bác này. Khánh thì đang ở bên kia. Làm về lưu trên fan với ổ. Không có tiền lẻ các bác ạ. Anh có tiền lẻ không? Đổ cho em đi. Không. Ừ, 500. Có. Cũng tiền 500 rồi. Không có à? Ông. Vâng. Ngày hôm nay thì bé Khánh là cũng đi này, cũng đi chợ này các bác này.
Bạch Khánh thì cũng là một cái hoàn cảnh mà khá là tội nghiệp đấy. Dạ. Yeah. Theo ông theo bà nữa. Thức ăn hay tầm á? Má đi hư thức ăn lẽ. Má đi hư thức cái là thế. Hả? Ồ, má Khánh nhá. À, đấy là ông bảo Khánh là ra chợ là bán bán thảo quả. Thảo quả này là của ông à? Hôm qua lên nhà ông nhưng mà ông không ở, mua sứa cho Khánh nhỉ? À, vâng. Qua mua sứa thêm Khánh nhưng mà Khánh không ở. À, rất là tội của bác ạ. Bố thì mất rồi, còn mẹ thì là cũng bỏ đi mất rồi. À, ra chợ là gặp người lạ nên là khóc hay sao ấy. Nhìn mặt thì rất là bụ bấm nhá. Mẹ bỏ đi thì đứa mà có hơn một tháng thôi nhỉ. Ra bên này thì là các bà là bán ổi rất là nhiều quá. Măng này chưa bán hết à chị? Cả riêng nữa này. Ra đây đổi ít tiền lẻ thì mới di giả tiền của bà được. Bà thì bán lắc đắc được 50.000 thôi. Cho em đổi tiền lẻ hơn. Bao nhiêu ạ? Hả? Cho em đổi tiền lẻ đi đâu? Đổi tiền lẻ. Đấy, tiền là bán được là hầu như là để vào trong xô này đúng không này? Cho em đổi từ 10.000 nữa. Đây này. Đây nhá. Để vào đây nhá. 1 này, 2 này, 3 này. À, 20.000. Anh ơi, mình được có 30.000 thôi. Cho em thêm thêm 20.000 nữa. Thêm 20.000 nữa. Chết nhớ, ơi. Đây là các cô là bán cả rượu này bà này. Đây có cả hạt là dổi, à, mắc khén. Mắc khén này là bà bán một túng là cũng là 10.000 đúng không ạ? Ổi nữa, ổi rất là nhiều. Đây bà ơi. Đấy, mua với bà là một túng thảo quả đúng không? Khai nào ra cả tí? Khai nào ra? Khai nào ra? Ồ, khai nào ra nữa ta ra? À. Hai anh em xong rồi à? Ồ, thế là thấy anh ra đây à? Đi ra kia nào. Có anh cầm bên này nào đoàn? À, đi trước đi. Ôi, đồ là nhét hết trong này rồi à? Ủng kia kia đâu? À. À, bây giờ thì đi mua một chút thịt đã, rồi thì mấy anh em là sẽ đi ăn các bác. Giá này nào đoàn ơi? Ôi ảo, ảo nước ấy. À đây còn nhiều này. Ô lán chỉ cắn nào ấy. Cứ nẻ nếu mà. Ô bố, thịt này thì làm sao mà ăn được ấy? Ôi sao ăn được? Thịt mỡ cao ăn tốt. Chú lấy cắt đấm cái đó à? Lấy thịt mông nhá. Chú cắt ở bên kia cháu. 150 em ạ. 2 cân đi, 3 cân đi. 3 cân à? Vâng. 150 cân, 3 cân là 450. Nhưng mà có bớt được tí nào không? Cứ thắng. Bớt được tí nào không? Tiền anh làm sao bớt được? À. Em ơi. Thêm một tí nữa. Hơi trúng trúng rồi đấy. Cô thắng ạ. Trúng trúng thì trúng cho thêm tí tiền nặng nữa là được, ok chưa? Đấy là đi là bao nhiêu tiền nhỉ chú nhỉ? 450 à? Chỉ còn nặng thế này thôi mà. Ai ăn được em này. 450 à? Đây rồi. 450. Này,
các chú thì là gặp nhau nhiều rồi các bác, cho nên là trêu nhau một chút. Ra kia lấy lại tiền thừa của chú kia nào, vừa rồi quên chưa lấy rồi. Vừa rồi là gửi ra phía bên này là quên mất các bác ạ. Ở đây thì chợ này thì là quen thuộc rồi, nó cũng là một cái chợ là khá là nhỏ đâu các bác, cho nên là mua chỗ nào cái gì thì là người ta cũng đều biết hết. Vừa rồi có được lon nào không? Được một lon à? Lên lon đâu? À để đây rồi, ra đây ra đây. Chị ơi, giả lấy em cái tiền thừa. Thế hay tí em giả à đây. 30.000 à? 30.000 thôi. Đây. 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 Rồi. Rồi bây giờ thì mấy anh em mình đi ăn đi, ra đây ra. Thịt thà là cơm đầy đủ hết chưa? Đầy đủ hết rồi đúng không? Ờ, ra đây. Với là áo ấy đến phở bố. Phải làm tham ăn phở mà. Dạ. Ồ, cháu ba ban. Cho cháu là một bát lòng nhá. Còn hai bát kia thì cho mấy thằng cái quả đùi đi. Đấy, quả đùi tính riêng. Cho thôi đùi vào luôn đấy. Vâng. Okay. Đấy. Hai bát kia thì cho mỗi người là thêm quả đùi nhá. Dạ. Thì cháu mua rồi còn gì nữa. Cháu có phải là nó để đấy đâu. Đấy, gà này thì là hầu hoàn toàn là gà chạy đồi đúng không bác ạ? Của cháu đi, cho cháu là lòng nhá. Vâng, còn hai thằng kia thì cho là mỗi thằng là thêm một cái đùi nữa. Đấy, xong là tí tính tiền là thêm với cháu. Đây là mọi khi là bán bắt bao tiền cô? 20-25 thôi. 20 à? Thế bắt mà cho quả đùi vào với bao tiền nữa? Cho tầm 40. Tầm 40 à? Vâng. Bây giờ đến đây là may mắn là còn thêm là hai quả nữa. Tí là xong hai bát này thì làm cho cháu thêm hai bát mang về nhá. Nhưng mà nước. Vâng. Ok. Hai em là bao lâu rồi chưa đi chợ phiên? Đoàn thì bao lâu rồi chưa được đi chợ? Hả? Mấy con đi chơi nào bao lâu? Lâu chưa? Lâu rồi đúng không? Bây giờ thì đồ đạc thì rồi là mua xong hết tổ của bác ạ. Hôm nay thì là không mua quần áo cho các em nữa, tại vì là quần áo các em thì cũng vừa mới mua ấy, với lại thêm là khó nữa. Xong cái thời gian chờ đợi thì hiện tại là ba anh em ăn phở các bác. Hôm nay thì có được xe ăn cùng với lại là các em mua các bác ạ. Tuy rằng mà lựa chọn là phở. Phần lòng. Còn các em thì là cho mỗi người thêm là một cái chân gà nữa. Phở này thì hầu như là tự tráng hết các bác ạ. Đây là có cả thêm cả lòng lợn nữa. Lòng hầm. Nên bây giờ thì chúng tôi xin mời tất cả quý bà con chú chị và cùng với mấy anh em ăn phở các bác nhé. Anh em đổ hết xong gia vị chưa ạ? Nào ra nào, mời các bạn ạ. Con mời con các bạn ăn thử ạ. Có để thêm cái gì không? Có để ớt không? Không à? Chú ơi, lấy cho miếng chanh chú ơi. À đây 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 có rồi. Anh em thấy là chanh không? Nếu mà ai mà ra chợ phiên các bác nhá là không ăn phở thì đó chưa bảo đi chợ các bác ạ. Đi ra đến chợ là phải ăn bát phở rồi thì mới mới tính là mình cảm ơn là nói là phải đi chợ là đến chợ. Thưa các
bác. Có lẽ là cái video này các bác đánh số khá là dài rồi. Các bạn cho mình xin được kết thúc ở đây rồi các bác ạ. Một tí nữa hai anh em là có nhớ đồ gì thì bảo anh nhá. Mình mua luôn nhá. Đấy, và cũng xin cảm ơn bà bé đã được quý các em gửi những cái đồ mà nói là những đồ mà bà bé giúp cho các em phải đi học. Cuối cùng thì cái sóng tiếp theo trên kênh bạn em thì xin chào các bác. Thực ra bây giờ gửi lời chào tạm biệt tới các bạn ạ. Con chào tạm biệt con, các bạn. Rồi, ok.